Hello， 大家好，我是蔷薇。嗨，我是陈梅。欢迎来到飞跃世界 Go。陈梅姐姐，你是什么星座？哦，又来问我了。其实聊星座是聊不完的。好，不然今天的课堂上我们继续聊星座。好，上课。Khi yêu, đừng tin cung hoàng đạo. Khi yêu, đừng tin cung hoàng đạo. 恋爱时别相信星座。我来解释哦。Khi yêu 是恋爱的时候，恋爱时。Đừng tin 别相信 ，tin 就是相信嘛，别是 đừng。好啊，宫皇岛是星座。现在你们八年级的，就是八年级生都会恋爱的时候都很相信星座吗？我不会哎。因为我是七年级生哦。其实啊，可以是参考每一个星座的性质。但是我觉得这个是纯属参考而已啦。那讲到性质，就是十二星座的特质嘛，哈。越南文是tính cách của 12 cung hoàng đạo， tính cách của 12 cung hoàng đạo。其中特质是指人格特质哦。tính cách con người， tính cách con người。上一集哈有教过宫白羊母羊座嘛，哈，跟那个宫金牛金牛座。在金牛的后面就是双子座，那双子座的越南文是宫双德，宫双德。接下来是巨蟹座，宫格雅，宫格雅。对，宫格雅。好，那么这四个星座的特质是什么呢？那我们来看一下图卡了。Người yêu mới của em thuộc cung song tử. Nghe nói cung song tử hay thay đổi và đào hoa lắm. Sai bét, anh ta hoạt bát như bạch dương nhưng lại rất chung tình như cự giải. Người ta nói khi yêu đừng tin cung hoàng đạo. Mày lại giải thích không? Người yêu mới của em, 我的新男朋友。Người yêu 就是男女朋友的统称，所以这里也可以说是女朋友啊。那 mới 就是新的。Người yêu mới 是我的新男朋友。thuộc cung song tử 是双子座。Cung song tử 就是双子座。Nghe nói cung song tử hay thay đổi và đào hoa lắm. Nghe nói sư thi số cung song tử 是双子座嘛哈。Hay thay đổi 是很善变，thay đổi 是善变。Và đào hoa lắm跟桃花很旺，đào hoa 是桃花，đào hoa lắm 是桃花很旺。đào hoa 好。Sai bét 就是大错特错，这个是非常口语的哈。安达hoạt bát như bạch dương， 他像母羊座活泼，所以其中hoạt bát 就是活泼，bạch dương 是母羊座。nhưng lại nhưng 就是但来又 rất trung tình như cự giải， 很专情，像巨蟹座，所以 rất trung tình 就是很专情，像巨蟹 như cự giải。người ta nói是人家说 khi yêu đừng tin cung hoàng đạo， 恋爱时别相信星座。khi yêu đừng tin cung hoàng đạo， 恋爱时别相信星座。宫皇岛就是星座，我们学过好多次了。好，那么现在我们来快速复习哦。Khi yêu đừng tin cung hoàng đạo， khi yêu đừng tin cung hoàng đạo， 恋爱时别相信星座。好，那么今天学到的星座名称记得要背下来，如果有任何问题 email 给我们，或者是可以告诉我们你是属于什么星座，那记得按赞跟订阅哦。我是陈梅。我是蔷薇，谢谢收看，拜拜。